Xin chào bạn, hôm nay là Lý Tô, tôi sẽ giới thiệu bạn cái bộ sen cây nhiệt độ. Cái này là có 3 bộ phận khác nhau ha. 3 bộ phận đó là TBV 03429V ha. Và cái thân sen là DM907C1S, tay sen đây là DGH108ZR. Thì đây là 3 bộ phận chúng ta liên kết với nhau tạo thành một cái bộ sen cây nhiệt độ. Thì cái van nhiệt độ này thì có xuất xứ là Nhật Bản ha. Còn cái thân sen là xuất xứ Trung Quốc. Còn tay sen này được nhập khẩu đóng gói ở nhà máy Toto Việt Nam, là tay sen ba bộ phận. Thì cái sen nhiệt độ này á, là cái bộ sen nó sẽ tự điều chỉnh ở nhiệt độ ở cái cụ, do là cái cụ sen này. Cái cụ sen này nó sẽ cảm biến nhiệt bằng cách là chúng ta sẽ chỉnh về một nhiệt độ chúng ta muốn thiết lập. Cái xong chúng ta chỉ cần đóng mở nước ha, chúng ta đóng mở nước thôi thì nó sẽ luôn luôn ra cái nhiệt độ chúng ta thiết lập trước mà chúng ta không cần phải chỉnh lại nữa. Thì cái việc đó là chính là sen nhiệt độ, sen nhiệt độ ha. Sen nhiệt độ này chuyển qua sen cây chúng ta sẽ gọi là sen cây nhiệt độ. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan chi tiết cái sản phẩm này hơn để tôi giới thiệu từng bộ phận chức năng của nó ha. Thì sản phẩm này thì chắc sen cây sen cây của Toto thì chất liệu chính của nó bằng là đồng mạ rôm niken. Thì nó chỉ có các bộ phận như là tay sen với bát sen thì nó sẽ là chất liệu bằng nhựa và mạ rôm niken, nhưng mà cái màu sắc thì nó vẫn có đồng nhất với nhau ha, màu sắc vẫn đồng nhất. Thì cái sen này thì nó sẽ có 3 chế độ xả nước khác nhau. Đây là cái chế độ xả xô, xả bồn ha. Cái này chúng ta có thể lắp lên bồn tắm cũng được. Cái này chúng ta sẽ di chuyển ha, di chuyển được ha. Rồi cái thứ hai là chức năng ở tay sen. Thì tay sen này có 5 chế độ khác nhau ha, 5 chế độ chỉnh nước khác nhau ở đây ha, làm cho chúng ta tùy cái chế độ massage chúng ta, hoặc là xoáy, hoặc là tia mưa nó rộng ra. Thì ở tay sen này thì chúng ta sẽ đặt lên vị trí đây ha, và chúng ta sẽ có thể tăng giảm được độ cao bằng cách tăng giảm độ cao đây đó, tùy chúng ta chiều cao chúng ta ha. Còn cái bát sen này là hình vuông, có đường kính là 20x20 ha. Và cái lỗ thoáng mưa ở đây thì chất liệu nhựa, nước nhựa trắng ha, cái tia mưa nó xuống như vậy. Và cái bát sen này chúng ta vẫn có thể chỉnh ha, để có chỉnh di chuyển đều được, nhưng thường thì chúng ta để bằng thôi. Nếu mà trường hợp chúng ta gần, chúng ta muốn xa ra, chúng ta hay nghiêng trên này cũng được đó. Thì đấy là cái chức năng của nó. Thì cái bộ sen này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Toto của chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại cùng với clip, hoặc clip vào trang tdm.vn để xem giá bán nhà hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.